lại tiếp tục bài học của chúng ta về các phương tiện giao thông đường bộ nào. Đầu tiên, đó là taxi. Từ này dễ quá rồi, đúng không nào? Đó chính là taxi. Ta cũng có thể nói taxi cab, cũng là xe taxi nhé. Taxi cab. Taxi cab. Taxi. Taxi cab. Tiếp theo, tram là xe điện. Tram. 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 Hai lần nữa nào. Tram. Tram. Tiếp theo, xe jeep. Xe jeep. Và tên tiếng Anh của nó cũng là xe jeep nhé. Jeep. 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 Limousine là xe hơi to và sang trọng. Limousine. 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 Lại hai lần nữa nào. Limousine. Limousine. Bạn biết hatchback không nào? Hatchback là xe sedan 5 cửa nhé. Hatchback. 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 Ok, chúng ta ôn lại bài nhé. Xe taxi là gì nào? Taxi hoặc taxi cab. Xe điện. Tram. Xe hơi to, sang trọng. Limousine. Xe đan 5 cửa. Hatchback. Xe jeep. Jeep. Very good. Từ tiếp theo nhé. Truck là xe tải. Truck. 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 Ta có xe tải nhỏ là van. 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 Một lần nữa nào. Van. Xe tải lớn là lorry. 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 Hai lần nữa nhé. Lorry. Lorry. Tiếp theo, caravan là xe nhà lưu động. Caravan. 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 Single decker là xe buýt một tầng. Single decker. Single decker. Single decker. Vậy theo bạn, xe buýt hai tầng là gì nào? Chính xác. Double decker. Double decker. Double decker. Hai lần nữa nào. Double decker. Double decker. Nào, bạn biết tàu điện ngầm là gì không nào? Subway, tube hay underground đều là tàu điện ngầm nhé.
Subway. Tube. Underground. Subway. Tube. Underground. Một lần nữa nào. Subway. Tube. Underground. Người Mỹ, họ sẽ hay dùng subway. Còn người Anh, họ lại thường dùng tube hay underground để chỉ tàu điện ngầm nhé. Tiếp theo, metro. Là gì nào? Hệ thống tàu điện ngầm. Metro. 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 Nào, chúng ta ôn lại bài học nhé. Xe điện là gì nào? Chính xác. Tram. Xe taxi. Taxi. Hoặc taxi cab. Xe tải. Truck. Xe tải nhỏ. Van. Xe tải lớn. Lorry. Xe hơi to, sang trọng. Limousine. Sedan 5 cửa. Hatchback. Xe nhà lưu động. Caravan. Hệ thống tàu điện ngầm. Metro. Tàu điện ngầm. Subway. Tube. Hay underground. Xe jeep. Jeep. Xe buýt một tầng. Single decker. Xe buýt hai tầng. Double decker. Ok, bài học lần này của chúng ta đến đây là hết rồi. Chưa, Hannah vẫn còn một bài về nữa giúp bạn ghi nhớ từ vựng tốt hơn nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ xe chạy. Xe tải thồ hàng, nghe nói là truck. Tàu điện dưới đất, underground. Quốc lộ ảo ảo, lorry tải lớn. Xe gì sang ớn, là limousine. Động cơ nín tinh, tram là xe điện. Chở hàng thuận tiện, van xe tải nhỏ. Muốn đi đâu đó, gọi xe taxi. Single decker, xe buýt một tầng. Thì một tầng nữa, double decker. Tháo hở cả bạt, cả mui xe jeep. Xin giới thiệu tiếp, xe caravan. Ân tình chứa chan, xe nhà lưu động. Xe chạy rất đông, hatchback 5 cửa. Bạn đã thuộc chưa? Mình làm bài tập. Alright, và bây giờ bạn hãy làm bài tập nhé. See ya!